ơi, chúng ta hãy bắt đầu làm theo các bước này nhé. Vâng ạ. Mình cùng làm pizza cho bữa tối nay nào con. Nhào bột rồi nhanh tay xoay xoay xong cho thêm sốt rồi mình dùng phô mai nhé. Và cho thêm topping ngon nào. Chỗ này. Pudding. Không được đâu. Xúc xích này. Hey. Pudding. Không được đâu. Dưa đây. Pudding. Không, pudding. Đây mới giống một chiếc bánh pizza này. Đây, chiếc bánh pizza với dưa xúc xích thêm ớt chua ngon tuyệt. Tại sao không dùng bánh pudding làm topping được hả mẹ? Các bạn tới rồi. Hãy bắt đầu tiệc nhé. Bạn mang đồ ăn gì thế? Nào mình cùng bắt đầu. Chờ chuối này. Cái mắt cùng chuối ngon tuyệt vời. Giờ đến lượt tớ nhé. Chờ chanh vàng. Kèm que vị chanh vàng mát lạnh. Giờ đến lượt tớ này. Thơ thanh long. Xin tớ thanh long đây. Ngon tuyệt. Cùng bắt đầu tiệc pizza ngay nào. Chúng mình đang rất hào hứng. Thức ăn ngon cho tớ và cậu chúng mình chia sẻ cùng nhau. Wow, trông ai cũng rất vui vẻ. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy làm chiếc bánh vui vẻ nhất thế giới nhé. Con có thể cho thêm pudding không ạ? Tất nhiên rồi. Con có thể cho những thứ mình muốn không? Tất nhiên rồi. Con hãy dùng trí tưởng tượng nhé. Mình cùng làm pizza cho bữa tối nay nào con. Nhào bột rồi nhanh tay xoay xong cho thêm sốt rồi mình dùng phô mai nhé. Và cho thêm topping ngon nào. Chỗ này. Xúc xích này. Yum. Thêm đĩa nha. Bập bim bim này. Sơ dưa đây. Mẹ rất thích dưa. Và đừng quên pudding. Đúng rồi, pudding. Cùng bắt đầu tiệc pizza ngay nào. Chúng mình đang rất hào hứng. Pizza ngon cho tớ và cậu. Chúc mừng tuyệt vời bạn mình. Ba ơi, chúng con muốn ăn bánh pizza. Ồ, được thôi. Chúng ta sẽ làm bánh pizza với quả dưa hấu bằng cách nào ạ? Đôi khi các con sẽ thấy thú vị hơn nếu làm gì đó khác đi một chút. Cứ làm theo cách riêng của mình thôi. Wow, một chiếc pizza trái cây. Có ai nhận hàng không? Ta-da! Hãy xem nào. Chúng ta xem hộp màu vàng ngay thôi.
bà sẽ không bao giờ mua sắm theo cảm tính nữa. Chúng ta có thể tái chế những chiếc hộp này thay vì vứt chúng đi. Wow, những chiếc hộp sắc màu. Đồ chơi xếp hình để trong hộp đỏ. Và ô tô đồ chơi thì để trong hộp vàng. Hành động tái chế hộp giấy có thể giúp chúng ta tiết kiệm và bảo vệ trái đất đấy nhá. Bà ơi, chúng ta hát bài cá mập đi. Ôi không, không phải bây giờ. Em bé cá mập. Mập chị đây chu ru chu ru chu, mập chị đây chu ru chu ru chu, mập chị đây chu ru chu ru chu, chị cá mập. Kia mập ba tu 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 tu, kia mập ba tu 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 tu, kia mập ba tu 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 tu, ba cá mập. Ôi là mẹ cá mập. Ôi chạy đi. Mẹ mèo đây mèo 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 mèo, mình cùng chơi mèo 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 mèo, thật là vui mèo 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 mèo. An toàn rồi. Để ba kiểm tra hai đứa nhé. Vâng ạ. Các con sẽ gọi ba của ba là gì nhỉ? Ba là ba lớn ạ. Gì cơ, phải gọi là ông chứ. Đúng rồi. Vậy các con sẽ gọi mẹ của ba là gì? Ba là ba. Đúng rồi. Kìa mập ông tư 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 tư. Mập ba đây tư 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 tư. Của em. Không, của chị. Mimi, cái này là của con. Các con, những thứ không thuộc về mình thì không nên giữ. Nhưng con thực sự thích nó mà. Bà sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện. Ta-da! Nhìn này! Họ muốn mua một ít len màu đen từ một người nông dân. Hãy giúp anh ấy mang len đến. Bà kiểu đen ơi, bạn có len không? Vâng, có ba túi len đây. Đây túi len cho ông, đây cho bà. Một túi mang cho cậu bé sông bên đường. Cho ông đây cho bà, mà tôi mang cho cậu.
đúng là của bạn chứ. Wow, đẹp quá. Em muốn giữ nó. Nhưng len của chúng ta màu đen. Đây là của chúng tôi phải không? Len vàng không phải của chúng tôi. Các bạn đúng là những đứa trẻ trung thực. Tạm biệt. Tạm biệt. Nó mất đâu rồi nhỉ? Con có muốn nó không? Ồ, con thích màu len này. Chúng ta có thể giữ nó không? Không, nó không phải của bạn. Len của bạn màu đen. Bạn nói đúng. Chúng ta không nên giữ những thứ không thuộc về mình. Chúng ta không thể giữ nó. Chúng ta không thể. Đúng là những đứa trẻ trung thực. Hãy theo ta. Của chị. Chị không nên giữ nó. Của em đây, tìm mẹ. Mèo. Wow. Tại sao chúng ta không nên giữ những gì chúng ta tìm thấy trên đường? Hãy nghĩ xem nào. Nếu bị mất đồ chơi, bạn sẽ buồn và muốn lấy lại phải không? Đúng vậy. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng tìm chủ sở hữu của nó. Vì người chủ nhỏ chắc hẳn giờ đang rất buồn. Cảm ơn. Hehehe.
Mèo. Rất nguy hiểm khi chơi với những thiết bị điện tử có nhiệt nóng. Hãy tìm xem là những thiết bị nào nhé. Ấm đun nước. Rất nguy hiểm. Ban la. Rất nguy hiểm. Lò sưởi. Rất nguy hiểm. Giỏi lắm. Chúng đều rất nguy hiểm. Ủa? Đúng ạ. Hãy cẩn thận và đừng chạm vào chúng. Mẹ ơi, mẹ bị sao ạ? Mẹ của mình đang mệt. Mẹ của mình đang mệt. Ôi không. Ôi không. Mẹ đang mệt rồi. Chị sẽ gọi cho ba. Alo ba ơi, mẹ bị ốm rồi. Ba sẽ về ngay. Chăm sóc mẹ nhé. Giữ yên lặng nào. Mời thật tốt nha. Mẹ đang ngủ rồi. Ba ơi, chúng con có thể làm gì cho mẹ để ạ? À, đi theo ba nào. Dọn dẹp nhà giúp mẹ. Cần phải cất dọn đồ chơi. Dọn dẹp nhà giúp mẹ. Con sẽ lau nhà. Cẩn thận nào. Tuyệt cú mèo, giờ nhà đã rất gọn gàng. Hãy làm một món gì thật ngon cho mẹ ăn nhá. Chúng con cũng muốn giúp ba làm ngon cho mẹ. Bác sĩ Tì Hòn đang ở đây giúp mẹ. Hãy cứ yên tâm, mẹ yêu sẽ ổn thôi. Bạn con chăm sóc mẹ rất vui. Bông cải, cà rốt và cà chua. Wow, mẹ sẽ rất thích đấy. Đồ ăn dinh dưỡng dành cho mẹ. Mèo. Khi ba mẹ bị ốm, chúng ta nên làm gì? Chúng ta có thể giúp đỡ ba mẹ. Đừng làm phiền ba mẹ. Hãy để ba mẹ được nghỉ ngơi nhé các bạn nhỏ. Hoặc chúng ta có thể giúp ba mẹ làm việc nhà. Ba thấy đỡ hơn rồi. Sự quan tâm chăm sóc của các con còn tốt hơn cả uống thuốc nữa đấy. Ba mẹ ơi, chơi với bạn con đi ạ. Nhanh lên, đi thôi. Ôi không, một chiếc dép của ba đâu mất rồi.
Nóng quá, ba không thể chơi với các con được. Ba đi dép của con đi ạ. Hai chiếc này không phải là một đôi. Một đôi ư? Hai chia là một đôi này. Hai chia là một đôi này. Hai chiếc dép xinh màu vàng đây, nhìn giống nhau là một đôi này. Hai chiếc dép xinh màu xanh dương, nhìn giống nhau là một đôi này. Hai chiếc dép xinh màu đỏ đây, một chiếc đâu rồi? Không, nếu ba không đi dép, của sẽ khép vào chân ba mất. Hãy cùng đi tìm chiếc dép kia giúp ba nào. Vâng ạ. Nhanh lên các con nhé. Bà không sao. Thực ra thôi nào, thử chúng đi anh. Chiếc dép xinh đây là bằng gỗ, nhìn giống nhau đừng phải là một đôi này. Đi khó quá. Chiếc dép xinh đây làm từ hoa bông, nhìn giống nhau đừng phải là một đôi này. Chiếc dép xinh đây làm từ sô cao, kìa ba má đâu rồi? Ôi không. Mèo. Hãy nghĩ xem, một đôi là gì? Là hai thứ giống nhau, và khi chúng được sử dụng cùng nhau, chúng được gọi là một đôi. Con biết ạ. Đây là một đôi găng tay. Và tất. Một đôi tất ạ. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều cặp đôi xung quanh mình. Hãy cùng nhau đi tìm chúng nhé. Chào buổi sáng. Ba ơi, đến giờ dậy rồi. Ba ơi, ba dậy đi nào. Trời đã sáng rồi. Tỉnh dậy và chơi cùng con. Ngày mới thật là vui tươi. Nào ba. Dậy ngay. Trời sáng rồi. Đừng ngủ nữa ba, dậy đi nào. Ba dậy ngay đây. Vâng ạ. Dậy rồi, chào ngày mới bé yêu. Cùng chào ngày mới nhé các con. Ngủ dậy rồi ta chào ngày mới. Trời sáng thật là vui tươi. Chúng ta đi thôi. Tạm biệt ba. Ba sẽ không ngủ quên vào sáng mai nữa. Chào ngày mới. Mình sẽ vui. Nhìn này bọn mình cùng đi đánh răng. Sau khi thức giấc hãy đánh răng. Mình cần phải luôn bảo vệ hàm răng. Để ngày mới thật là vui tươi.
rất vui. Rửa mặt của bé nào. Rửa mặt nhẹ. Rửa sạch sẽ. Mình rất vui. Giỏi lắm. Mặt đã sạch rồi. Cảm ơn các con. Nhìn này bọn mình mặc quần áo đây. Mặc quần áo như thế này. Thật là vui tươi. Mặc quần áo, mặc quần áo rất tuyệt. Chúng ta đã xong. Còn các bạn thì sao? Bạn cũng xong rồi. Giỏi lắm. Hãy tập ngủ dậy sớm vào mỗi buổi sáng. Vâng ạ. Một, làm sạch răng và mặt. Hai, mặc quần áo. Ba, ăn một bữa sáng ngon và bổ dưỡng. Tạm biệt mẹ. Tạo thói quen cho một buổi sáng lành mạnh sẽ giúp bạn bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng. Tạm biệt. Tạm biệt con yêu. Mimi, còn cần phải dọn phòng của mình. Sao lúc nào mẹ cũng bảo mình phải dọn phòng nhở? Bút màu auto cùng những khói xếp hình. Âu âu phòng Mimi bừa bộn qua đi. Quần áo ngủ ba lô cùng với tất ở khắp nơi. Âu âu phòng Mimi bừa bộn qua mà. Việc này chán thật đấy. Mimi đang dọn phòng mình đây. Na 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 na. Có tên điêu. Đỡ phép thuật nữa. Mimi đang dọn phòng mình đây với chiếc đũa thần. Dọn dẹp sạch sẽ nha. Dọn dẹp thật nhanh này. Mẹ sẽ không bao giờ biết được. Mimi đã xong rồi. La la la, la. Wow, nhà sạch quá. Quần áo cùng đồ chơi tất cả đều rơi ra. Dành cho em đây. Mimi đang dọn phòng mình đây. Na 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 na. Dọn nhà thật chán. Rồi mình đang tức giận. Mình nên làm gì đây? Đừng lo con yêu. Chúng ta có thể khiến việc dọn nhà trở nên thú vị mà. Ho ho. Ho ho. Bạn đã tìm được cách khiến việc nhà thêm thú vị. Dọn dẹp ngay nào. Dọn nhà thật vui nào. Hôm nay con tìm được rất nhiều kho báu. Mimi đã xong rồi. Wow, yeah, dọn dẹp thật là vui. Mimi đang dọn phòng mình đây. Na 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 na. Mẹ ơi, đằng kia cũng bừa bộn kìa. Mình không về tối được. Bạn đã tìm được cách khiến việc nhà thêm thú vị. Dọn dẹp ngay nào. Tuyệt vời, con làm tốt lắm. Yeah. Đây là gì ạ?
Chúng ta hãy ăn chút gì đó nhé. Các cháu, làm thế nào để khiến việc nhà trở nên thú vị? À ha! Chúng ta có thể cho quần áo bẩn của mình đi khám phá mấy giặt. Chúng ta có thể cho bát đĩa bẩn đi tắm. Và chúng ta có thể lái một chiếc xe chở rác siêu ngầu để dọn dẹp rác thải. Luôn có rất nhiều việc nhà phải làm. Và chúng ta nên làm điều đó cùng nhau như một gia đình. Shubidua, Shubidua, chúng ta hãy rửa xe nghe em mà. Chúng mình bắt đầu rửa thôi nào. Yeah, cùng rửa xe là ta rất vui. Chiếc xe sẽ sạch đẹp này. Thao rửa xe đi hon, hãy xem chúng nó này. Có bên đây, có bên kia, hop hop yeah yeah yeah. Ta rất nhiều bóng mát xinh. Cô ba đâu? Ba ơi, chiếc xe sẽ rất sạch phải không ba? Wow, thật tuyệt vời. Ba có cần rửa xe không ạ? Được rồi, không vấn đề gì. Ta rửa xe tí hơn đã sẵn sàng. Đợi đã. Shubidua, Shubidua, mình cùng rửa xe nào. Shubidua, Shubidua, chúng ta hãy rửa xe nghe con nào. Cùng rửa xe nào ta rất vui. Chiếc xe sẽ sạch đẹp ngay. Thả rửa xe đi hơn. Hãy xem chúng ta này. Có bên đây, có bên kia. Hop hop yeah yeah yeah. Ta rất nhiều bóng bóng xinh. Có thích rửa xe với ba mẹ của mình không? Rửa xe là một hoạt động rất thú vị để cả gia đình cùng nhau làm. Và bạn sẽ cảm thấy rất vui khi chiếc xe của mình thật sạch sẽ. Cảm ơn các con đã giúp ba rửa xe.